Hạ thần, ta trở lại nè. Đã đến lúc nói cho mọi người biết rồi công chúa ơi. Chúa hãy nói đi. Ta biết rồi. Trời ơi, người gì đâu mình đẹp dữ thần cho Kha tôi mới. Thực ra đây là bộ thần thật của tôi, chứ tôi không phải là một con hồng mèo vậy đó. Ok, vậy đó, chào mọi người, mình là Simi đây, ăn nhá. Và chào các bạn trở lại video của mình. Và chào các bạn trở lại vào video Mini World. Yes, so đây, mình xin giới thiệu các bạn, đây là căn nhà mới của mình trong Mini World. Ta-da. Đấy thì, trời ơi, chào các bạn ơi. Hôm nay mình giới thiệu nhà xong. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tấn liền. Ủa gì vậy? Ôi, tên mây, trời ơi. Hello, làm mấy chập, trời ơi, nghe nói bà dọn nhà mới đúng không? Đúng rồi, ủa sao bà kiếm chỗ tôi hay vậy? Hay nha. Tôi với anh Khang qua đây rủ bà đi chơi nè. Hả? Rủ đi chơi hả? Trời ơi, đi liền. Trời ơi. Mấy bữa nay không có rủ tôi đi chơi á. Đâu? Ủa Khang nè. Trời ơi, Khang. Trời. Trời. Nó đợi bà... lâu quá nó ngủ luôn rồi. Ủa vậy? Khang. Khang, dậy. Trời ơi, Khang, lâu lắm mới gặp nha. Trời ơi. Cái gì vậy chị My? Cái gì mà nay hứng khởi gì vậy? Trời ơi, tỉnh ra rồi chứ gặp nhau mà kiểu gì đấy. Trời, còn khỏe, còn sống bình thường không? Còn thở bình thường không hả? Hay sắp chết rồi? Trời ơi, cái tim nó đập nhanh đúng nhanh rồi, sắp tắt thở tới nơi mà như vậy mới sống vậy nè. Trời thôi, ngồi đi mấy má, nói chuyện ngồi chị em với nhau ấy. Mà lo gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, vãi trời. Sao mình chạy chung đi. Ôi, tìm mọi người. Ok, mấy chị em à. Công chúa, công chúa. Cái gì vậy? Người thấy làm gì vậy? Hả? Đây là công chúa, không phải Simi cái gì. Chúa ơi, chị... mọi người ở trong cung đã biết hết rồi. Công chúa phải mau quay về đi. Nhưng mà... ở đây nữa. Nhưng mà... Ủa tại sao người kiếm được ta vậy? Ủa ta là hóa trang rồi mà. Simi, Simi, thằng này là ai vậy? Đúng rồi, văn hóa luôn á. Đi ra. Đừng nói là mọi chuyện đã bị bại lộ rồi nha, Hạ Thần. Cái gì vậy? Trời, rốt cuộc là sao Simi? Bại lộ rồi. Bây giờ hoàng thượng đang nổi giận, hoàng thượng cho công chúa phải về nhanh lên. Nếu không bây giờ hạ thần, bây giờ ngươi đứng đây, ta sẽ nói chuyện sau. Nhanh nha công chúa. Ok, được rồi, ta hiểu. Tìm đi à? Cuộc chuyện là sao? Thực ra là tôi không phải là người ở vương quốc này, và một điều là đây không phải hình dạng thật của tôi. Hai người hiểu không? Cái gì vậy? Bà giỡn đúng không? Cái thằng kia mày dám thâu, mày dám. Mình tỉnh, đừng có động hạ thần. Đúng không? Mình tỉnh đấy, hạ thần, đừng có, để ta nói chuyện, người mình tỉnh đi, đừng có chém họ. Họ là bạn của ta. Nói chung là cái này rất là khó nói, nên hai người đợi tôi một tí nha. Trời ơi, chuyện là sao? Chẳng lẽ bây giờ mình phải sửa sai mọi người á? Tại sao cái thời gian nó lại ngắn như vậy trời? Không ngờ thời khắc này quá tờ sầm đối với mình luôn. Biết nói sao đây? Hạ thần, ta trở lại nè. Khá ông giận kìa. Đến lúc nói cho mọi người biết rồi công chúa ơi. Chúa hãy nói đi. Ta biết rồi. Trời ơi, người gì đâu mình đẹp dữ thần cho. Kha tôi mới. Đây chính là bộ làm thân của tôi nè. Đây. Ủa sao làm giống Simi mà hắn làm gì? Ủa đẹp quá người bắt cóc Simi đúng không? Bình tĩnh, tôi nói nè. Thực ra đây là bộ thần thật của tôi, chứ tôi không phải là một con hồng mèo vậy đó. Với lại là bây giờ á, tôi phải trở về gọi là thời đại tôi nữa, nên tôi sẽ bỏ mọi người một mình ở đây nữa mà. Thực sự tôi không muốn xa mọi người chỗ nào. Tại sao bà lại biết hình hình dạng này? Sao bà không ở với tụi tôi? Bình thường mình vẫn ở chung với nhau mà. Thì tôi biết, nhưng đúng mà rồi. Mọi chuyện đã bị bại lộ rồi, bà hiểu không? Thực sự nó bị phát hiện này. Cái thằng quân cảnh vệ kia mình phải bắn nó chết mình. Không, đừng bình tĩnh. Khang à, TV à, tôi xin lỗi, tôi phải nói nhiều được nữa. Thời gian sắp hết rồi. Hai người nhớ nói lời tạm biệt giúp tôi và cái đó nha. Cái thằng nói thì TV giết cái thằng này đi. Đi đâu thằng mẹ ơi. Hết thời gian rồi. Đây mà TV. Công chúa ơi, ủa? Giờ tiểu ly, cho tao ngủ tí mà, trời ơi.
ơi, hôm qua tao đã mệt mỏi lắm rồi á. Hôm nay mặt trời đã mọc lên từ sớm rồi công chúa ơi. À, hả? Thằng có chuẩn bị đồ ăn cho người nè. À, ăn đi nha. Ok, cảm ơn Tiểu Ly. À, người tốt kìa. Trời, ngày nào cái cũng nậu mỏ tao thích luôn. Cảm ơn Tiểu Ly nha. Không có gì. À ngoài Tiểu Ly, nói chung là gì ta? Bây giờ tao định gọi là nếu mà có gì ta trốn đi chơi, ngươi cứ bảo với gì ta? Phụ thân của ta là bảo là gì ta? Thứ pháp nha, nhớ nha. Nhưng mà ngươi phải nói léo đi nha, chứ đừng có kiểu nói gì cho là phụ thân ta kiểu nghĩ tùm lum lá. Nhớ nha, giúp ta lần này thôi mà, Tiểu Ly. Công chúa ơi, đổi hoàng thượng biết hoàng thượng ơi, tội làm không chứ. Sao không sao đâu, ta sẽ nói lại mà Tiểu Ly, đi mà một lần này thôi, đi Tiểu Ly. Cũng được, vậy thì trước tiên thì công chúa phải đi ra gặp công tử ở ngoài. Công tử đang đợi ngoài, đợi từ sáng tới giờ luôn rồi. Trời, vậy luôn hả? Trời, công tử dạ. Hay vậy. Ủa mà công tử đợi ta ở đâu vậy Tiểu Ly? Dạ ở bên ngoài ngự hoa viên bên kia công chúa. À, lại chỗ đấy à? Trước nha. Thôi ok dạ. Đang miếng bánh đã, nói cảm ơn Tiểu Ly nha. Dạ. Trời ơi, ra ngoài coi. Ủa? Chưa công chúa. Ủa? Bãi kiện công chúa. Ủa sao người đứng đây làm gì vậy? Bãi kiện công chúa. Ủa gì vậy? Thì chúng tôi là hậu vệ. Đúng rồi. Chúng thần là đến đây là canh cửa cho công chúa 24/24. Trời ơi, phụ hoàng lo cho ta vậy luôn hả? À, ta cũng lớn rồi chứ bộ. Ông cầm kiếm làm gì lên trời. Trời ơi, giờ tôi hả? Không, cầm để bảo vệ công chúa. Trời ơi, tỉnh ra cái cung điện này cho đúng vậy. À thôi Tiểu Ly, ngươi vô trong lo mấy chuyện kia đi. Còn cái này để ta lo được rồi Tiểu Ly. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Rồi, bye. Trời ơi, mệt quá. Rồi sao, hôm nay phụ thân ta có gì không? Hả? Không có gì ngoài phụ thân của người trao cho hai thần, hai hậu vệ này hai cái kiếm để đi múa sáng giờ thôi. Trời ơi, vậy luôn hả? Không, phụ thân kêu là công chúa là ngày hôm nay là một ngày đẹp trời và hả? Công chúa phải đi dạo để trời cho... ơi, đi dạo rồi hả? Thư giãn. Đi dạo rồi vậy? Thiền sản khoái. Đúng vậy, đúng vậy, đúng. Gì cũng được, thôi đi dạo đúng không? Để ta đi coi. Đây rồi. Trời ơi, công chúa thấy không? Sao? Công chúa đi coi chừng té xuống hồ nước đó công chúa ơi. Hồ nước như là mặt hồ yên ả. Ê nhưng mà tỉnh nhà tao thấy á là tao ngắm cái cung điện này hồi đôi lúc tao muốn trốn ngoài cung điện này ghê á. Hai người có thể giúp ta được không hả? Ủa cái gì công chúa, cái gì? Ủa sao không được? Không được đâu. Không được. Hoàng thượng mà biết được á là hoàng thượng sẽ chém đầu hai hệ thần hết. Không được. Mà tao ở đây hệ hồi xong rồi bảo vệ cho công chúa. À, tao ở đây hồi cũng chán chứ bộ. Hai người gửi đi, tao ở đây gần mấy chục năm rồi. Giờ làm gì trời. Cái gì? Sư huynh à? Quá. Sư huynh. Cái gì? Chuyện gì? Trời, dạ. Chết rồi. Tay hỏa rồi sư huynh ơi, sư huynh. Cái gì vậy? Hai người nói gì vậy? Nói đi. Nói nhanh. Ủa, gì vậy? Công tử đang đợi công chúa mà mình. Đúng rồi. Công tử à? What? Thưa công chúa. Gì vậy hai? Công tử đang đợi công chúa ở phía bên kia. Nhưng mà nãy giờ hai hệ thần quên mất, chết rồi sắp bay đầu rồi trời ơi. Trời ơi, chuyện nhỏ xíu à. Thôi hai người bình tĩnh. Hai người bình tĩnh. Chứ gì chống ngựa cho phụ mẫu. Nói hai người có tôn trọng đâu vậy? Nói chung là trời phụ ghê á, cái chuyện này ta sẽ xử lý nên hai người cũng đừng lo thôi, ok được chưa? Cảm ơn công chúa. Thôi được rồi, bây giờ hai người đừng nói canh gác đi, xong lát lại ta sẽ trở lại, ok? Vâng. Dạ. Trời. Dạ. Công chúa đi bình an. Trời, làm như ta sắp chết thì sao vậy? Công tử rồi các bạn ơi. Dạ vâng thưa công tử ạ. Sao mình ghét công tử kiểu gì các bạn ơi. Trời ơi. Cuối cùng nói chuyện cũng xong. Ê hai đứa ta nói chuyện xong rồi nè. Buông tao vậy hả? Mới vừa quay vô trong quay ra lại. Ủa? Đi công chúa quay. Đúng về rồi, đi nói chuyện gì mà nhanh dữ vậy trời. Nãy giờ đang công chúa hai hạ thần đang bàn chuyện vũ cơ đó. Gì vũ cơ vậy? Chưa. Trời ơi. Ngoài sao công chúa nói chuyện nhanh quá vậy? Mới đúng chút rồi. Xíu mà ủa nói chuyện ít thì sao hai người bất ngờ vậy? Ủa tao thích thì nó nói chuyện ít thôi. Trời ơi. Công chúa với lại công tử này là gọi là chỉ còn có 7 ngày nữa thôi là đã trở thành gọi là hai người phải dành thời gian cho nhau nhiều. Trời ơi, tao nói cho hai người nghe nè. Tính ra là cái chuyện hôn nhân này không phải ta muốn mà là phụ thân ta muốn, phụ mẫu ta bắt buộc á. Trời ơi, công tử rất là tốt bụng mà. Đúng rồi. Tốt bụng gì đó mà ta không thích thôi. Tại sao lúc nào đó người không thích. Trời ơi, hai người nghĩ đi, tính ra
ta cũng không biết là cái tên hoàng tử công tử đấy có gì mà phụ thân ta cực kỳ thích cái tên công tử đó nha. À, khó hiểu ghê á. À, chắc là do công chúa suy nghĩ nhiều quá thôi. Tại sao lại suy nghĩ nhiều? Người có biết là đây là cái lý do ta muốn rời khỏi cái cung điện này không? À, nó điện không chết đi được. À, công chúa ơi, công chúa mà họ không nghe lời á, hoàng thượng á lẽ hả? Cho chúng tôi bay đầu đó. Ta hiểu lòng tốt của hai người được rồi. Thôi bây giờ là ta cũng sắp về chỗ ngủ rồi. Tiểu Ly cũng đang đợi ta thôi. Hai người cứ về cung điện là báo là ta đã gọi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế nha. Dạ, à, đúng rồi. Chú phải đi về tới phòng mới được. Tiễn tới phòng được. Trời về luôn hả? Rồi. Tiểu Ly ta về nè. Mệt quá. Hôm nay thế nào rồi con chưa? À, ta thấy hơi mệt nên hôm nay ta sẽ nghỉ sớm vậy thôi. Anh ơi, cứ đi về trước nha. Dạ. Trời ơi, thôi. Con chưa? À, hôm nay đúng mệt luôn, Tiểu Ly. Trời ơi. Áo ơi, Tiểu Ly đi chơi với tao được không? Đi chơi không? Đi. Ok, lén rồi. Hai tên kia đi, ta coi đã. Đi rồi. Hồi đi rồi nè. Trời ơi, hết quá. Hồi đi. Trời ơi, tỉnh ra cũng lâu rồi ta cũng chưa đi chơi với người đó, Tiểu Ly ạ. Nhưng mà sao mình đi trực diện như vậy công chúa rồi nó xuất hiện mà ta đi ngắm tí thôi gì đâu. Ôi, trời ơi công tử đó đâu phải đi ngược lại. À, trời ơi, bộ công nói rồi mà. Ủa sao công tử thích ta vậy luôn á Tiểu Ly, khó chịu ghê á. Tại vì công chúa đẹp mà anh cũng thích mà. Trời ơi, thích là một chuyện chứ có thích nhau thật đâu. Ủa gì vậy? Đứng lại đó hai người kia. Trời ơi, chạy nhanh lên đi. Cười lên đi. Đứng lại. Nó nghe là tôi đói bụng quá à. Trời hả? Quá. Chạy nãy giờ mệt quá. Chứ là như có mấy con cá. Như đây có mấy con cá vũ cơ nè. Lộn. Bắt cá đi. Cá vũ cơ. Bắt đỏ cá nè. Ghê chưa. Bắt cá nè. Ủa? Ê, tự Ly ta hỏi nè. Bọn họ là ai vậy? Bọn những người đầu kia á. Để thằng xem hình như à đúng rồi, đây là thần dân của vương quốc chúng ta đó công chúa. Thường thì họ hay chơi ở bên bờ bên kia, họ không được có qua ranh giới của chúng ta. Nhưng mà họ chơi rất là vui. Vui vậy. Họ đang bắt cá kìa. Họ đang bắt trời cá đó công chúa. Mình cũng muốn cảm giác này ghê á. Trời ơi. Bà ca có xịp bắt đau nè bà ca. Công chúa có muốn qua bên đó chơi không? Mình có thể trốn qua đó được có công chúa. Tao cũng muốn ra lắm nhưng mà ngươi biết mà. Nói chung á là cái vương quốc này tao không hiểu sao mỗi lần ta ra khỏi cái vương quốc này là xác định là có chuyện à. Tiểu Ly à, ngươi có biết ước mơ của ta là gì không Tiểu Ly? Là muốn được tự do hả? Đúng rồi. Tính ra cũng 7 ngày nữa ta cũng sẽ gọi là cưới tiểu công nữa. Dù ta biết là cái tin này nó rất là sao Tiểu Ly, ngươi muốn nói gì vậy? Công chúa ơi, bây giờ thằng có một cách như thế này. Hả? Thằng sẽ giả làm công chúa nha. Thằng cho công chúa đi chơi, thằng sẽ ở trong đây nè, không có ra ngoài. Ví dụ như mà có ai vô kiếm thì thằng sẽ giả bệnh. Đúng Tiểu Ly, ngươi sẽ làm chuyện đấy cho ta, thằng cũng Tiểu Ly. Dạ hả? Trời ơi, công chúa phải nhớ là giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có để mình bị bệnh nè. Được rồi. Phải trở về nữa đó. Đừng có bỏ thằng ở đây nha. Tôi Tiểu Ly, nếu ta kiếm được cái gì ta sẽ trở lại cung điện và thăm người Tiểu Ly. Ta nghĩ chắc là bây giờ ta phải Tiểu Ly ngươi lại chuẩn bị cho bộ đồ kiểu thường tăng tiêu để ta trốn thoát khỏi đây á, được không Tiểu Ly, chuẩn bị cho ta đi. Dạ được. Wow, đừng nói một ngày mình sẽ thoát khỏi cung điện này nha. Vui quá à. Wow, ok thay đồ xong rồi. Wow, đây là skin. Ủa sao cái bộ đồ này nhìn ngộ ta, sao giống mèo vậy? Ủa nhưng mà nhìn cô ta quá à. Tiểu Ly, ủa đây là skin. Ủa đây là bộ đồ nào vậy Tiểu Ly? Ta chưa giờ thấy bộ đồ như thế này luôn á. Ủa ta là con mèo hả? Quá dễ thương quá à. Ủa đây là... Dạ đây là như kiểu bộ đồ hóa trang á, trong mấy cái lễ hội. Ủa hay vậy? Ủa nhưng mà thế này ta sẽ đã trở thành người thường rồi đúng không Tiểu Ly? Dạ đúng rồi, giờ công chúa đi là người ta sẽ không nhận ra công chúa nữa. Công chúa giống như kiểu là người giúp việc vậy á. Công chúa phải giả là người giúp việc luôn nha. Ok Tiểu Ly à, cảm ơn người rất là nhiều. Ta nhất định sẽ nhớ người Tiểu Ly. Dạ. Nói chung là ta không biết ngày nào ta có thể gặp lại ngươi nhưng mà nhất định một ngày đó không xa. Cảm ơn Tiểu Ly nha. Công chúa, đừng đi đường đó. Qua đây. Đâu. Trời ngon, đừng tắt luôn hả? Thằng chuẩn bị cho công chúa này, công chúa. Ta cảm động quá Tiểu Ly à, cảm ơn ngươi nha. Nhất định ta sẽ được gặp lại ngươi. Bảo trọng nha công chúa. Ok, bảo trọng nha Tiểu Ly.
cuối cùng mình cũng đã trở lại đây nữa. Các bạn cũng đã gần hơn một năm rồi nhỉ. Mọi thứ vẫn chả thay đổi. À ngồi, tiểu Ly nữa. Tiểu Ly của mình đâu rồi? Tiểu Ly ơi, Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng biết phải còn ở đây không? Tiểu Ly. Tiểu Ly. Tiểu Ly, tao nhớ mày quá. Tiểu Ly. Tao cũng bỏ ngươi mà. Cuối cùng rồi cũng thực hiện lời hứa rồi. Thằng cứ tưởng là người bỏ thằng đi rồi. Đâu có, ta đâu phải là bỏ người đâu mà Tiểu Ly. Hoàng sự... thượng sau khi phát hiện ra thật giả là công chúa, người đã bắt thần phải ở đây đợi công chúa về. Xong hả? Để thần á. Trời công chúa à. Tiểu Ly à, ta không biết nói sao nữa. Nhưng mà ta muốn nói một người sự thật nè. Thực sự ta đã yêu một con người ở đó rồi. Hả? Ta đã yêu một con người khác rồi. Ta đã yêu một anh chàng ở thế giới kia rồi. Ta không biết nói sao nữa. Nếu ta mà đi thì anh chàng đấy như thế nào với tất cả mọi người nữa. Thực sự ta đã quá là yêu anh chàng đấy và tất cả mọi người nữa. Ta không nhớ ai người. Có điều người chưa biết đó là Hoàng thượng đã quỷ hôn rồi. Ồ thế á? Vui quá. Sau khi mà hoàng thượng bắt thằng thì thằng có nói là bởi vì công chúa không có thích công tử nên trời ơi Tiểu Ly đúng là ngươi, chỉ có ngươi mới hiểu ta mà. Nhưng mà ta nghĩ ra đây công chúa hãy nói với hoàng thượng là sẽ muốn ở bên cái chuyện trai kia và xin người cho công chúa được ở với thế giới của người đó. Tiểu Ly à, thực sự đó không điều thực sự ta rất là muốn, nhưng mà một khi mọi chuyện nó là bại lộ như này là ta chỉ có phải ở đây mãi thôi. Ngoài việc là mọi người phải đợi cứu ta thôi. Không biết như thế nào nữa nhưng mà ta nghĩ ta sẽ ở đây mãi mãi quá. Tiểu Ly à, người mà ta yêu thương, ta sẽ không bao giờ gặp lại anh đấy nữa. Thằng công chúa đừng khóc nè, công chúa đừng khóc nữa. Có cách á. Thằng sẽ đi nha. Thằng sẽ đi kêu người đã tới cứu công chúa nha. Hả? Ngươi có nghĩ đúng không nhở? Tụi ta sợ lắm. Bởi vì ngươi nghĩ đi, trong cái cung điện của ta thực sự là rất là nhiều cung lấn. Thực sự ai vô đây kiểu mà bị phạm gì là chặt đầu luôn á. Nhưng mà thằng nghĩ là tình yêu của công chúa sẽ xứng đáng mà. Thằng sẽ hy sinh vì công chúa. Cậu Tiểu Ly ra. Nhưng mà có vẻ đây là lúc thất học đầu nên ta nghĩ chuyện này sẽ cần gọi là ta suy nghĩ nhiều hơn nữa. Hoàng tử lòng ta.